Bạn thấy là trong năm 2024 này cái dự án mà Bích Tông 52 á được em khởi công lại thì mình sẽ làm chỉnh chu hơn, hoàn thiện hơn và làm cho các bạn nhẹ và có độ bền. Ở đây em chỉ dám nói nhẹ thôi nha, chứ em không dám nói mạnh, không có phải đu bơi với bất kỳ ai hết, và quan trọng nhất là phải có độ bền. Các bạn thì hôm nay là em có nhận là làm một cái xe rim. Thì xe rim này á là mời các bạn coi phần máy nè. Phần máy ở đây là xe rim, lốc máy rim luôn, nhưng mà đang đi là đầu lòng phu chờ 2, phu chờ neo á các bạn, hay gọi là cái bài là rim đi máy 125 quyền thoại xưa á. Ở đây là lốc số đồ của người ta, lốc số xe rim nha, chứ không có phải là ghét quy của máy lên, chỉ đi đầu lòng thôi và bình xăng 125. Thì xe này chủ xe làm khoảng 3 đến 4 năm rồi các bạn, và bây giờ là chủ xe chạy xe yếu, thì chủ xe là nhờ em kiểm tra máy lại, làm lại bảo dưỡng zin, và không muốn trả về lại là máy 110 hay là máy super rim gì hết nha các bạn. Vẫn làm tiếp là đầu lòng rim, đầu lòng của phu 2 này, và bụng dưới vẫn là bụng dưới xe rim. Xe này gốc là gốc Trung Quốc các bạn, mời các bạn coi sơ qua một vòng. Xe này là từ xe Trung Quốc mà chủ xe là dọn lên về là biết gắn liền với người ta bao nhiêu cuộc sống rồi, đúng không các bạn. Đó, thì bây giờ em chỉ làm máy thôi, với lại là em có kiểm tra lại phần bánh sau, bạch đạn bánh sau được cho chủ xe. Em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là em chạy máy xe rim Trung Quốc này ra. Đầu tiên á là lốp số và lốp số Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ xử lý sạch sẽ lại là một nè. Vẫn là còn của xăng giăng nè. Tiếp đó là cái lốp ở đây là cái lốp bơm nhớt rời 110. Đó. Nhưng mà là cũng của Trung Quốc luôn. Rồi. Dên ở đây á cũng dên Trung Quốc luôn, lắm Trung Quốc, lắm sẽ nhớ Trung Quốc, dên cũng là dên Trung Quốc luôn. Rồi số em sẽ thay cho chủ xe bộ số mới. Nồi ở đây là đúng nồi Super Rim hãng nè, quen pha hãng nè. Cụm đế ba hà kèn là em sẽ thay về lại bố dài nè. Bích tông này là bích tông 52 mà không phải là trái phu chờ neo nha. Lòng rớt luôn, gió luôn hả? Ồ hạ luôn hả? Bích tông là đang 53 ha. Cục đề là cục đề Nhật nè. Thì khi các bạn mà ráp máy quay rim á, em nói ở xe này là vẫn là cái bụng quay rim nè, là các bạn thấy cặp lốc này vẫn là cặp lốc quay rim. Thì để mà các bạn gắn được đầu lòng phu chờ neo, phu chờ hai vô là các bạn cần cái bộ thớt nè. Thì những cái xe kia các bạn hay thấy em á là em sẽ bỏ ra em trả về đầu lòng zin, nhưng mà xe này là chủ xe vẫn muốn giữ lại cái này luôn đó. Rồi còn cái lòng này ở đây là chủ xe đã vớt rồi nha các bạn, không phải chủ xe mà người thợ trước người ta đã vớt rồi. Lòng này là còn có 66 à đó. Rồi là cái này tình trạng máy mở ra. Thì cục đề trên xe anh á, cục đề ngắn, thì em sẽ chuyển qua cục đề dài cho nó kéo được cái máy 110 luôn. Đó, thì em sẽ đổi qua là cục đề dài cho mình. Cục đề của mình là cục đề ngắn, cũ xe cục đề ngắn. Rồi thêm một phần nữa, ở đây á rất là nhiều anh em hay hỏi em một câu này là từ một cái xe Trung Quốc lên máy Nhật bao nhiêu tiền, hoặc là một cái xe 50 lên máy 110 Nhật bao nhiêu tiền. Thì khán giả, khách hàng cho mình gửi một cái thông điệp là vậy: trong năm 2024 rồi, thật sự đồ 110 rất là mắc. Lên là có đúng nghĩa là lên full hay không, và lên như thế nào. Ví dụ lên mà sấy một cái lòng lên không cũng là lên 110, mà lên đầu lòng dên cũng là lên 110. Nhưng mà ở đây là em mời anh trai nè coi kiểm tra chi tiết này, thật sự là kiếm đồ xe anh rất là khó, bởi vì xe anh nó còn lại những chi tiết này là đồ Trung Quốc. Thì bây giờ là em sẽ thay nguyên bộ cúc đạp là Nhật cho anh, heo số là Nhật cho anh, cần lừa là Nhật, và đi kiếm từng chút về đúng đồ Nhật thì nó mới lâu đó. Thì đa số khán giả nha, khi mà khán giả phải hiểu như nè, khi mà các bạn làm máy tiệm em á, đúng mà một cái máy Trung Quốc em sẽ ghi về toàn bộ từng con ốc, từng chi tiết nhỏ luôn, sẽ đều là đồ Nhật hết cho các bạn, chứ không phải là chỉ lên những món chính là đầu lòng dên. Thật sự những cái này mới quan trọng nè. Nếu mà ai làm nghề, người ta sẽ biết là
một cái cốt đạp của xe Nhật và một cái cốt đạp của xe Trung Quốc chất lượng nó như thế nào, một cái cần lừa, một cái ngôi sao báo số, một cái dấu chấm hỏi. Các bạn, cái cảm giác chân các bạn mà vô số nhẹ nhàng độ hay không, độ bền có hay không là do những món này hết, rất là quan trọng đó. Thì bữa giờ là mình phải đi kiếm chi tiết từng món nhỏ, giống như là đủ ráp lại thành một cái máy á. Bởi vì cái góc xe này là sao các bạn, góc xe này là xe Trung Quốc đó. Đây em cho các bạn coi số máy nè, các bạn thấy số máy vậy các bạn biết là lốc số Trung Quốc rồi đó. Và trên đây nè, một cái sơ mi nè, hai cái sơ mi nè, ba cái sơ mi nè, bốn cái sơ mi nè, năm cái sơ mi nè, sáu cái sơ mi nè, bảy cái sơ mi nè đó. Thì nó đều tuôn ở trên đây. Một cái nữa là tám cái sơ mi nè đó, thì tám cái sơ mi rồi. Dưới gác chân nè, các bạn thấy là em phải bỏ, em đắp nhôm lại, thì chủ xe coi lưu ý giùm em ha. Cái phần này là ốc sả nhớt này nữa nè, em cũng phải làm lại luôn. Và khi em làm lại như vậy là em sẽ thay lại một con ốc sả nhớt, ốc lấy gió tuy tân cam hãng cho anh. Thì anh thấy cái phần mà ảnh hỏi em ụ là xe xong chưa, bởi vì anh mới bỏ em 5 đến 6 ngày anh hỏi xong chưa. Thì đúng là một cái xe bình thường thì vô quy trình em làm thì 5 đến 6 ngày là xong. Nhưng mà anh phải hiểu là cái xe anh gỡ ra là đồ đạc nó không đúng như anh diễn tả là một. Thứ hai nữa là tình trạng cái lốc số đồ đạc của anh nó nát. Nát hay không thì giống như em làm thì em phải làm sao cho nó ngon thì em mới lấy tiền người của anh. Nhưng mà anh phải cho em thời gian đó mà em thực hiện lại một cách tốt nhất đó, chứ em không muốn là làm một cái dao xong rồi lấy tiền anh mà không đầy chất lượng. Nội vấn đề xì nhớt là vấn đề rất là khó chịu nè. Các bạn thấy là cái này là mình bỏ, mình đắp hàng lại ngay từ đầu. Rồi đầu mình làm đó, mình làm ốc vô, mình thay lại ốc hãng nữa các bạn. Rồi đầu mình mới thay lông đền nhôm đó, rất là khó khăn ha. Rồi thêm ở đây á là về vấn đề là lốc sả nhớt bên nồi. Thì cái lốc sả nhớt này cũ á, là theo anh nói thì ảnh là đang đi lốc Nhật, nhưng mà khi mà em mở ra thì lại là cái lốc Trung Quốc đó. Cho nên là em sẽ thay lại đúng một cái lốc KFL lốc 110 nè, AAB nè đó, đúng lại một cái lốc mới cho ảnh luôn, lốc bơm nhớt. Rồi đó, nó sẽ có cái đường bơm nhớt zin sẵn ở trong đây ha. Rồi camera đứng yên đó luôn. Và bắt đầu là quay giờ lại. Ở đây là em trả vào lại là đúng một cây dên 110 mới. Đó, dên đúng 110 mới hãng thì nó có một mặt đạn dên thôi nha các bạn. Mình phải đem đi đóng mặt đạn vô là một nè. Thì ở đây là dên 110 mới là nó sẽ là có chữ N là một. Mặt đạn dên nè, mặt đạn bên này là NTN này em đóng vô. Thì bên đây nè các bạn coi nhông dên đồ mới hết. Nó lên 7 màu nè các bạn, là người ta chu nhiệt các bạn. Cái phần này là nói như nhông sinh dĩa vậy, người ta chu nhiệt đến tốt hơn. Thì khi mà thay một cái dân mới vậy thì em sẽ thay hai cái này luôn, chi tiết này, ba chi tiết này rất là quan trọng, là con tán, tán nồi trước, tán nồi sau và tán dân đó. Thì mình thay lại tán hãng cho người ta chắc cú xe, người ta xe Trung Quốc, tán đang xài tán Trung Quốc luôn rồi. Một là em thay tán dơn nè đó, rồi em thay lại tán hãng giảm nè. Hai á là em thay tán nồi nè, là lại tán hãng giảm nè. Và ba là em tán nồi sau nè đó. Số đây thì em xây cho anh một bộ số mới. Đây thực sự một cái máy em làm á, chất lượng nó khác xa thị trường rất là nhiều. Các bạn thấy là số em thay dẫn một bộ số mới, từng cái chi tiết nhỏ lẻ đúng đồ Nhật đó, đúng đồ theo xe đồ mới là cái sự khác biệt tiệm em. Và quan trọng nữa là mình canh chỉnh hơn. Rồi sau đó là mặt đạn máy em sẽ thay dẫn là bốn mặt đạn máy NTN, là tạm gọi là xong phần bụng. Thì bây giờ là sẽ qua phần nồi, sẽ là gồm nhiều chi tiết nhất. Phần nồi á là cặp này kêu là cặp nhôm hú, thì trên xe ảnh là đúng cặp nhôm hú Superim xịn. Em giữ lại, em thay chuông cho ảnh ha, em thay chuông lại. Thứ hai nữa là cụm đế ba càng này nè, là em thay lại nguyên cụm đế ba càng luôn, bởi vì cái đế ba càng của ảnh là đế lô đó. Rồi em thay lại bốn ba càng dài, em thay chuông rồi lại cho ảnh. Rồi là xong phần nồi. Thì ở đây là sẽ thay lại hai mặt nhôm nồi mới, một cái cốt cần số, một cái bơm nhớt lớn. Bơm nhớt lớn đây là em sử dụng bơm nhớt mẫu mới nhất đó, bơm nhớt lớn mẫu mới nhất. Rồi bốn cái lò xo nè, camera đứng trên đứng xuống để mà anh để cái phần nồi đó. Thì ở đây là phần nồi là gồm là cặp nhông hú,
Đế Ba Càng, Ba Càng, Hai Mặt Nhôm, Cố Hoàng Số, Lá Bố Chính Hãng, rồi sợ nồi bấm là bay, bún là đi. Đó là phần nồi. Là ở đây thì cái bơm nhớt rất là quan trọng nha các bạn nha. Đó, rồi bây giờ là qua phần đầu camera tiến tới đây luôn. Em sẽ đi cho anh này là một bộ là cam cò lăn. Em đó, này em đi cam cò lăn để gắn xe zin. Đó. Gắn xe zin không còn móc mắt bê tông không gì, hai ác cò, một bộ là sơ đầu. Hai cái phó chú bắp này là em thay hai ốc tén chỉnh cò này là em thay ốc tén chỉnh cò của Nhật luôn nha các bạn. Thấy chữ mắt anh da băng nè. Đó. Thấy không? Em lựa chọn đồ phụ tùng rất là hay. Và em thay hai phó xuống bắp hãng. Còn các bạn coi về phần đầu bò nè, là em sẽ lấy cái đầu ảnh gia công lại. Em làm xuống bắp CNC. Không cần phải thay cái đầu bò mới. Bởi vì đầu bò, quên xin lỗi các bạn, đầu bò thì ảnh là em phải thay chứ. Ảnh đang đi đầu lòng neo mà. Thì lát nữa em nói về phần đầu lòng và tại sao dây về lại đầu lòng này. Đó, đầu ở đây thì em sử dụng một cái đầu HVN. Em làm xuống bắp CNC, độ bền cao, độ bền zin. Đó, và số bắp lửa vậy các bạn thấy cái số bắp lên xuống rất là nhẹ nhàng hơn. Hai cây luôn. Thì khi mà các bạn chạy nó sẽ không nóng, không lúp số bắp nè. Đó. Thì ở đây là camera quay giùm anh là ở đây anh đang sử dụng là một cái lồng 110. Đó, lồng 110 phu trò 1. Anh đóng đuôi sơ mi vậy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói với các bạn camera quay trên quay xuống vậy. Để mà khán giả thấy cụ thể hơn là một bộ là sơ đầu. Ốc tán chỉnh cò, phó xúc bắp, hai ác cò, bộ cam cò lăn, trái bích tông là em sử dụng là bích tông 52. Rồi, camera quay sơ lại một cái nữa và giật ra thì mình diễn tả ở đây bích tông 52 nha các bạn. Chứ không phải là làm 54, làm độ gì hết, làm zin. Thì cái bước đầu anh vô á, là anh xác định là ảnh sẽ làm lại một cái máy cặp lốc. Giống như bụng giữa vẫn là bụng giữa xe rim, đầu lòng vẫn đầu lòng neo, giữ nguyên cấu hình, không thay đổi cấu hình. Nhưng mà khi mở ra thì là đồ xe ảnh, hiện tại đồ lô vẫn còn những đó rất là nhiều, kêu là đồ Trung Quốc á, là một. Và cái lòng neo của ảnh á, cái lòng phu trò neo của ảnh á, người ta dớt cái lòng luôn à. Thì trước sau cũng phải thay cái lòng phu trò neo, và người ta canh không có đúng. Cho nên là em mới tư vấn ảnh thôi, bây giờ anh mở ra anh cũng tốn tiền, mà bây giờ anh làm anh cũng tốn tiền, thì em lựa chọn cho anh á là anh nên dây về lại đầu lòng 110 đi. Để anh chi? Để mà anh đi nó bền theo năm tháng, nó không có bị xuống cấp và nó ngon lành cho mình nữa. Thì nó lại phát sinh ra thêm một cái vấn đề nữa là ổng vừa muốn nhẹ, vừa muốn mạnh, rồi vừa muốn bền luôn các bạn ơi. Thì bây giờ anh hỏi là làm 54 được không? Em nói bây giờ nếu mà anh làm 54 á, thì thật sự cái xe á nó muốn hư lúc nào nó hư. Thật sự là làm xe 54 các bạn cũng biết mà đúng không? Sao mà ai dám nói trước làm được cái xe 54 mà anh đòi đi 5 năm, 6 năm, 7 năm. Em nói thôi bây giờ em làm một cái máy 110, đúng nghĩa là full 110 là sẽ là trái 52. Máy 110 và full 110 là trái 52 nha các bạn. Còn mà nếu mà máy 110 bình thường á là nó là bích tông 50 thôi. Đó, cho nên là em lựa chọn cấu hình là bích tông 52 cho ảnh. Và ở đây toàn bộ nè, ron, phốt, sân cam, sân đề, cao su đỡ sân đề, ống sáo, lược nhớt, đó, lò xo, phốt, sinh. Toàn bộ em sử dụng là đúng phụ tùng chính hãng hết. Những cái này các bạn đi ron phốt chính hãng thì các bạn sẽ có được một cái độ bền. Những cái bánh lòng, bánh đồ á, các bạn đi đồ chính hãng nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều so với các bạn đi đồ lô. Đó, và đồ lô cảm giác nó kỳ lắm, nhất là cái này là quan trọng lắm các bạn. Cái lược nhớt á, cái lược nhớt này các bạn vô hãng mình nghĩ các bạn mua không nhiêu tiền đâu, nhưng mà nhiều người ta vẫn ráp một cái lược nhớt lô. Thì cái lược nhớt lô á nha, cái phần này nè nó quải lắm, các bạn đút vô đây nè nó không có ăn khớp đâu vô đâu hết á. Đó, đó. Các bạn coi đồ zin nè, người ta bỏ vô nè nó nhẹ nhàng mà nó kín được nữa, nó chặn được những cái ba vớ lên. Còn khi mà anh em sử dụng một cái lược nhớt này mà lô á, mình nói với các bạn nó không có kín hết rồi nó ba vớ rồi vẫn còn đi lên rất là khó chịu. Thì cái lược nhớt này nó quá rẻ đi, hình như là nó mấy ngàn hay là mười mấy ngàn gì em không nhớ. Tại sao không mua đồ hãng cho khách hàng mà phải ráp một cái đồ cũ hoặc ráp lại một cái đồ lô. Đó, mà các bạn biết là có những người ta đi xe ta kỹ, người ta kêu mở nắp nồi ra để thay đúng cái này à. Ta thay định kỳ á, mặc dù cái này không hư mà người ta vẫn thay luôn các bạn.
Em chào anh, bây giờ trong lúc em gắn máy lên á thì em cũng kiểm tra dây điện lại cho anh. Với lại ống xăng. Ống xăng này sử dụng xăng lô 6 ly à. Ống xăng kia nó bự anh, nó bự hơn, em sẽ thay một cái ống xăng. Rồi, thì bây giờ em sẽ tiến hành là em kiểm tra giùm anh phần điện thôi. Có gì em mới báo anh. Giờ bắt đầu ngày hôm nay sau đêm hôm qua em chạy thử thì bắt đầu giờ em rút đầu lòng ra nè các bạn. Em rút đầu lòng ra, bắt đầu em kiểm tra chủ xe ha. Đó. Xe rim đầu lòng neo. À, và đầu lòng zin 110. Thì bây giờ là tới giai đoạn là kiểm tra canh xăng đô đai bữa giờ ngon lành phần máy rồi các bạn, giờ canh xăng cho nó tròn thôi. Bởi vì xe này đi cổ hút sai á, rồi đi bao tử nữa, để tới lúc đó em lấy cái bill tính tiền là em vừa gửi anh coi trên cái bill đó để mà giải quyết qua phần này là xong 100% rồi đó. Không phát sinh gì hết. Thì ở đây nè là cục IC rim lùn 99 là em gắn cho anh. Thì anh muốn thay hay không thay anh báo em. Tại vì hôm qua em vẫn không thấy anh nói gì hết. Thay cục IC này vô thì ngon hơn IC kia nhiều. Rồi là một. Tiếp đó nó là phục sâu á, là em đã làm lại cho anh. Là xong, xong phần phục sâu. Phần bánh sâu á là em chỉ thay 4 tấn sau, nỉ cho bụi thôi. Đó. Tiếp á là em thay một cục đề dài 110 cho anh nè. Biển số là em lợp cho anh rồi nha, nhưng mà không có quay biển số được. Rồi, cái này là em chuyển qua là co xăng quay thái 110. Nguyên hộp Boe quay thái 110 luôn ha. Rồi, dây xăng nè. Lọc xăng là em thay nè. Đó, với lại sửa cổ bô lại. Cổ bô thì khi xe mình á, là từ đầu lòng neo mà xuống đầu lòng rim á, thì chắc chắn là phải sửa cổ bô lại. Đó. Chứ đâu có đỡ cái cổ bô neo mà gắn vô được đâu. Ở đây xe thì em chưa có rửa ráy gì hết. Ngày em giao cho anh thì em mới rửa. Em quay những cái em làm em gửi anh. Rồi xong á thì anh coi, em báo lại với em. Khoảng thứ 6 hoặc là thứ 7 là em giao xe này cho anh. Chốt lại là chủ xe sẽ làm một cái phục sau. Có gắn IC rim lùn 99. Đó, còn những cái nào mà làm ở trong á thì báo rồi. Đó. Làm xong là rửa luôn. Sài Gòn mùa này thì nó mưa, cho nên là cứ rửa xe liên tục vậy các bạn. Làm rửa vậy đó. Rửa được kiểm tra gì? Kiểm tra đầu lòng, quay đầu lòng. Coi đầu lòng xì nhớ hay không. Xe này các bạn đang thấy là xe rim. Đang đi cái máy là đầu lòng full channel. Được em tư vấn trả về lại máy zin. Đầu lòng 110, máy 110, bích tông 52. Đó. Thì các bạn thấy là trong năm 2024 này cái dự án mà bích tông 52 á, được em khởi công lại. Thì mình sẽ làm chỉnh chu hơn, hoàn thiện hơn và làm cho các bạn nhẹ và có độ bền. Ở đây em chỉ dám nói nhẹ thôi nha, chứ em không dám nói mạnh, không có phải đua bơi với bất kỳ ai hết. Và quan trọng nhất là phải có độ bền. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.